Hot Girl khiến fan phát cuồng khi hóa thân thành Yone. Mới đây, cộng đồng được fan hú hồn bởi một hot girl mạng đã cosplay thành tướng Yone của Liên Minh. Được biết, Yone là vị tướng yêu cầu cosplayer phải có hình thể thật hoàn hảo bởi thiết kế Yone là một nam nhân vạm vỡ với bờ vai rộng cường tráng. Nếu là một dân chơi Liên Minh thì chắc chắn bạn không thể không biết tới sự nổi bật của Yasuo, kẻ bất dung thứ. Sự càn quét của Yasuo khiến không ít game thủ phải đau đầu và đặt cho hắn biệt danh là Đấng. Tưởng chừng sự oanh tạc của Yasuo là độc nhất vô nhị, thì sau vài năm, Riot đã quyết định hồi sinh người anh trai quá cố của hắn, Yone, và debut thành một tướng trong game. Giờ đây, con đường của Yasuo không còn đơn độc nữa mà đã có sự đồng hành của người anh. Yone có đôi mắt xanh da trời, tạo nên điểm nhấn độc đáo, thể hiện sự tập trung và quyết đoán của bản thân khi còn tại thế. Hắn che khuôn mặt của mình bằng một chiếc mặt nạ. Giống Yasuo, Yone có mái tóc dài ngang lưng, nhưng thay vì cột thành bùi giống em trai thì Yone lại thả ra. Những vết thương của Yone được che bằng băng trắng quanh người. Những nét tỉ mỉ trong khâu thiết kế nhân vật đã thành công tạo nên một vị tướng hoàn hảo. Không những thế, Yone cũng là một nhân vật khá khó để hóa thân, đòi hỏi sự đầu tư và đánh đổi rất nhiều. Tuy nhiên, nữ cosplayer kiêm hot girl này đã có một sản phẩm vô cùng glam, khiến anh em game thủ có thêm hương vị cho ngày mới sau những trận leo rank căng thẳng.